Hello các em, chị đã quay lại rồi đây. Mùa hè đã chính thức bắt đầu và chúng ta đang trải qua những ngày nắng nóng oi ả. Để các em cảm thấy thoải mái và hạ nhiệt hơn, hôm nay chị sẽ hướng dẫn các em cách vẽ một cốc kem thập cẩm mát lạnh như thế này. Chỉ cần nhìn thôi đã thấy mát mẻ rồi đúng không nào? Chúng ta cùng bắt đầu nhé! Đầu tiên, chị vẽ một nét cong úp xuống. Rồi, chị dùng một đường uốn lượn nối hai đầu lại với nhau. Sau đó, chị vẽ một hình cong nối tiếp tương tự phía bên trái. Một đường uốn lượn nối vào đường cong ban đầu. Thêm một hình giống như vậy ở bên phải. Đây chính là hình ba viên kem đó các em. Viên kem ở giữa, chị vẽ hai hình tròn làm đôi mắt. Ở giữa hai mắt, chị vẽ một chiếc miệng như thế này. Viên kem bên phải, chị vẽ hai hình cong làm mắt. Thêm một hình cong lên ở giữa hai mắt làm miệng. Cuối cùng là viên kem bên trái. Chị cũng vẽ hai hình tròn. Thêm một chiếc miệng trùng chím ở giữa. Ở trên đỉnh mỗi viên kem, chị vẽ một đường uốn lượn lúc cao lúc thấp để tạo hiệu ứng kem chảy ra thêm đẹp mắt và hấp dẫn. Trên đỉnh viên kem ở giữa, chị vẽ một quả sơ ri nhỏ. Rồi chị dùng một đường zig zag nối từ phía viên kem bên phải sang viên bên trái đi qua quả sơ ri. Chị lại vẽ một đường cong phía dưới ba viên kem nối hai viên bên trái và bên phải với nhau. Chị vẽ thêm một đường cong khác ở dưới chiếc kem làm chiếc bát đựng kem. Chị vẽ hơi lệch một chút rồi, các em chú ý là mình vẽ cân hai đầu để chiếc bát trông đẹp hơn nhé. Thêm một chiếc đế bát ở dưới. Cuối cùng, chị vẽ hai đường thẳng song song ở đây. Và nối chúng lại. Vậy là chị đã xong những nét vẽ cơ bản rồi, chúng ta cùng nhau tô màu nhé! Chị đã vẽ xong một bát kem thơm ngon mát lạnh cho ngày hè rồi. Bát kem của chị có 3 vị, sô-cô-la, cam và dâu. Các em thích vị gì nhất nào? Chúc các em thành công và có thật nhiều bức vẽ đẹp cùng Bùm Bùm TV nha. Xin chào và hẹn gặp lại các em ở những video sau. Bye bye!